Đại cá mập Megalodon. Đây là loài cá mập lớn nhất mọi thời đại và là kẻ săn mồi lớn nhất có mặt trên trái đất. Nó nặng bằng một chiếc Boeing 737 và có lực cắn mạnh gấp 5 lần khủng long bạo chúa. Điều này có nghĩa là nó có thể cắn nát một chiếc xe hơi. Hy vọng bạn không ở trong chiếc xe đó. Cá nhà táng. Loài cá voi với những chiếc răng lớn nhất thế giới này có bộ não lớn nhất trái đất. Não của chúng có trọng lượng trung bình là 7 kg, gấp 5 lần não của một người trưởng thành. Loài động vật biển có vú to lớn này ăn những con mực khổng lồ. Bacillosaurus. Khi hóa thạch của loài này được phát hiện lần đầu tiên, nó đã bị nhầm lẫn với một loài bò sát biển nên được đặt tên là thằn lằn chúa. Nhưng thực sự, nó là một loài cá voi cổ đại có những chiếc chân sau nhỏ. Cá voi Sei. Đây là loài cá voi lớn thứ ba và là một trong những loài nhanh nhất thế giới. Vận tốc của chúng có thể đạt 50 km/h. Điều này là rất hiếm đối với các sinh vật có kích thước to lớn như vậy. Shastasaurus. Loài bò sát biển lớn nhất từng tồn tại này có kích thước bằng 2/3 sân bóng rổ. Chúng không có răng nên có lẽ chúng ăn bằng cách mở miệng và lao tới những đàn cá, kiểu như hút thức ăn vậy. Cá voi xanh. Sinh vật lớn nhất từng sống trên trái đất này to đến nỗi chỉ riêng trái tim của nó đã có kích thước bằng một chiếc xe sân golf rồi. Và mạch máu của chúng thì to bằng những cái ống piston. Âm thanh của chúng phát ra có thể nghe được từ cách đó hàng trăm km. Sứa bầm sư tử. Đây là loài sứa lớn nhất thế giới. Hãy tưởng tượng kích thước của một chuồng tòa tháp với những xúc tu dài gần bằng 1/2 sân bóng đá đi nào. Một con sứa có kích thước này có thể cuốn lấy bạn bằng những xúc tu của nó. Nhưng chúng không phải là loài đứng đầu chuỗi thức ăn ở dưới biển. Chúng là thức ăn của rùa biển và hải quỳ. Sứa bình xanh. Đừng để cái tên của nó đánh lừa bạn. Sinh vật kỳ lạ này thực sự là loài động vật săn mồi đấy. Chúng được tạo thành từ một quần thể các cá thể nhỏ và là sinh vật dài nhất hành tinh. Những cái xúc tu của chúng là các cá thể riêng biệt so với phần ở trên cùng. Chúng có chiều dài gần bằng tháp nghiêng Pisa và có độc. Đúng là cá mập có khứu giác rất phát triển, mạnh hơn hàng trăm lần so với mũi của bạn. Giống như con người, chúng có lỗ mũi nằm bên dưới mõm, nhưng lỗ mũi của chúng được thiết kế đặc biệt để ngửi chứ không phải thở. Vì vậy, có lẽ không có gì lạ khi cá mập có thể phát hiện một lượng nhỏ các chất khác nhau trong nước. Nhưng mặc dù một số con cá mập có thể giải mã mùi tốt hơn những con khác, nhưng không có con cá mập nào có thể ngửi thấy mùi máu của bạn trong nước từ xa hơn 1.000 feet đâu. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn cứa chân vào một hòn đá sắc nhọn khi bơi trong đại dương. Đầu tiên, mùi máu của bạn sẽ phải di chuyển một khoảng cách nhất định đến lỗ mũi của cá mập. Và nó đi nhanh như thế nào sẽ phụ thuộc vào dòng nước. Chúng hoạt động càng mạnh, mùi sẽ đến với kẻ săn mồi càng nhanh. Và sau đó cá mập sẽ phải giải mã mùi và thấy nó đủ hấp dẫn để phản ứng. Và cuối cùng nó sẽ cần chút thời gian để tiếp cận bạn. Vì vậy, bạn có thể thư giãn. Bạn sẽ có đủ thời gian để quay lại với vòng tay an toàn của bãi biển và kịp dán băng cứu thương lên vết cứa. Và có thể là một ly piña colada nữa. Nhân tiện, ít người biết rằng cá mập không thích bắt con người. Hầu hết chúng rất khắt khe với chế độ ăn uống của mình. Ví dụ, cá mập chanh có thể ngửi thấy một giọt máu nhỏ trong nước từ khoảng cách khá xa, không ăn món thịt người nào trong thực đơn của nó. Động vật thân mềm và cá nhiều xương, vui mừng. Đôi lúc đó là một con chim biển hoặc một con cá mập nhỏ hơn. Tại sao không? Một con người? Ồ không, cảm ơn. Nhân tiện, bạn đã bao giờ nhìn thấy một con cá mập trong tự nhiên hoặc trong một bể cá chưa? Nếu vậy, hãy viết về những trải nghiệm của bạn trong phần bình luận dưới đây. Dù sao, đó chỉ là một trong nhiều huyền thoại xung quanh kẻ săn mồi chết người này. Hãy tháo nắp hoặc xác nhận một vài bí ẩn nữa nhé. Có một lầm tưởng rằng cá mập cố tình săn lùng con người, nhưng hầu hết các cuộc tấn công của cá mập xảy ra bởi vì những kẻ săn mồi này nhầm người đang bơi với con mồi thông thường của chúng như hải cẩu hoặc sư tử biển. Một lý do khác khiến cá mập có thể tấn công là bản tính tò mò của nó. Loài săn mồi này có xu hướng cắn mọi thứ để tìm hiểu xem chúng là một bữa ăn phù hợp hay không. Như điều con người vẫn làm tại tiệc buffet vậy. Có ý kiến rằng một khi một con cá mập ngừng bơi, nó sẽ chết. Tuy nhiên, ý tưởng này chỉ đúng một phần mà thôi. Trước hết, điều quan trọng là phải hiểu cá mập thở như thế nào. Trên thực tế, chúng có thể làm điều đó theo hai cách: thở đường miệng và mang thông gió. Trong khi sử dụng phương pháp đầu tiên, cá mập kéo nước vào miệng với sự trợ giúp của cơ má và sau đó trục xuất nó qua mang. Và phương pháp này cho phép loài thú săn mồi này nằm dưới đáy biển mà không cần di chuyển. Nhưng nếu cá mập sử dụng hệ thống thông gió mang, chúng phải tiếp tục di chuyển để nước di chuyển qua mang. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người tin rằng nếu không bơi liên tục, cá mập sẽ không nhận được oxy cần thiết cho sự sống.
Nhưng điều đáng chú ý là chỉ có khoảng 20 loài cá mập trong số hơn 400 loài chỉ sử dụng duy nhất đường gió mang. Và việc một loài cá mập không thể thở được nếu có thứ gì đó ngăn chúng di chuyển là thực sự đúng. Nhưng loài còn lại sử dụng cả phương pháp thở qua mang hoặc phương pháp thở đường miệng và có thể dễ dàng nghỉ ngơi dưới đáy biển. Do sự săn bắt quá mức của con người mà số lượng cá mập trên thế giới ngày càng ít, con người săn bắt cá mập để lấy nguyên liệu làm các món như súp vi cá mập hoặc viên dầu cá. Họ không nhận ra rằng việc thiếu hụt cá mập sẽ khiến lượng oxy thấp đi. Có mối liên quan nào ở đây nhỉ? Cá mập ăn những con cá nhỏ hơn và thức ăn của loài cá nhỏ hơn này chính là các sinh vật phù du. Đây là những sinh vật nhỏ bé sống dưới đáy biển. Sinh vật phù du hấp thụ khí carbonic và thải ra khí oxy. Nếu không có cá mập thì các loài cá ăn các sinh vật phù du sẽ xuất hiện nhiều hơn và điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc thiếu hụt nguồn oxy. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về loài động vật hấp dẫn này. Những nghiên cứu của họ đã tạo ra những đột phá về mặt y học. Họ đặc biệt quan tâm đến DNA của cá mập và khả năng chúng có thể chữa lành các khối u. Vì bằng cách này, gen của cá mập có thể giúp chúng chống lại các khối u đó. Còn gì nữa nhỉ? Các nhà khoa học đã tìm thấy một hợp chất đặc biệt có tên là squalamin trong mô cá mập. Chất này có thể giúp chống lại các bệnh truyền nhiễm mãn tính ở người. Tương tự như thế, da cá mập có những đặc tính kháng khuẩn độc đáo. Chính điều này đã giúp các nhà khoa học phát minh ra một loại lớp tráng bề mặt, đặc biệt gọi là sheathlet. Sheathlet được làm theo cấu trúc hình kim cương của da cá mập và được sử dụng trong bệnh viện để giảm nguy cơ nhiễm trùng của bệnh nhân. Những con cá mập trắng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 40 km/h. Nguyên nhân bí mật ấy nằm ở vảy của chúng. Đây là những chiếc vảy nhỏ, phẳng và có hình chữ V. Cấu trúc này giúp làm giảm lực kéo và sự hỗn loạn xuất hiện khi cá mập di chuyển. Các nhà thiết kế đồ bơi cho các vận động viên Olympic đã cố gắng hết sức để có thể sao chép lại cấu trúc của vảy cá mập vào thiết kế của họ và tạo ra một loại vải giúp các vận động viên bơi lội trông thanh mảnh và bơi nhanh hơn khi ở dưới nước. Vảy cá mập cũng là một nguồn cảm hứng lớn cho những công nghệ mới liên quan đến năng lượng sạch. Một công ty ở Úc đã chế tạo được một thiết bị thu năng lượng thủy triều từ đại dương và biến nó thành năng lượng điện mà lại rất ít tác động đến môi trường. Một nghiên cứu năm 2018 của trường đại học Harvard cho thấy rằng những chiếc vảy độc đáo trên da cá mập có thể giúp những chiếc máy bay và xe hơi có hiệu năng cao hơn. Nhóm kỹ sư này phát hiện ra rằng họ có thể tăng lực nâng của phương tiện. Lực nâng là lực kéo một mặt phẳng lên khi áp suất không khí ở phía trên nhỏ hơn áp suất không khí ở bên dưới mặt phẳng đó. Vì vậy, bằng cách kết hợp hình ảnh in 3D của vảy cá mập trên cánh máy bay, các kỹ sư hy vọng rằng họ có thể khiến phương tiện đạt được khí động lực học tốt hơn. Cấu trúc vảy cá mập cũng có thể được sử dụng cho máy phát điện xoay chiều bằng cách gắn một cánh quạt nhỏ trên kính chắn gió phía sau của ô tô. Điều này giúp tăng khí động lực của xe.